ta vẫn tiếp tục ở cái chương nói về cái chi để trị. Chúng ta vẫn là cái chương đó nhé. Chương 4 này. Và chia để trị. Đây là một cái đây là kỹ thuật rất quan trọng luôn. Đây. Một trong những phần rất quan trọng của cái liên quan đến thuật toán nhé. Rồi, thì hôm trước chúng ta đã buổi trước mà tôi nói về cái thuật toán sắp xếp trộn. Thế bây giờ tôi sẽ nói sang một bài toán khác. Thì tôi nhấn lại nó là 44 đấy phải. Là cái em là chúng ta lại cái bài toán. Tìm bài toán tìm tổng max. Đấy. Tổng max thì cái bài toán này như sau. Cái bài toán này là chúng ta đã làm thì chúng ta nhớ lại cái bài toán này chúng ta từng làm quen ở cái chương trước, ở cái chương 2 là cái thuật toán tự nhiên. Cái bài toán là như sau nhé, là cho trước một dãy số A1, A2, A1. Chúng ta định nghĩa một cái dãy con. Thế nào là một cái dãy con? Là một dãy con liên tục với ký hiệu là A, EG như này này. Thì đây là cái dãy con gồm các phần tử là AI cộng 1 và AG liên tục từ I đến G. Và cái tổng này thì chúng ta có định nghĩa là cái SEG là bằng là AI cộng 1 cộng AG. Thế thì cái bài toán chúng ta là cho trước dãy A trên và tìm cái tổng con là lớn nhất. Tìm tổng con lớn nhất. Không những là tìm tổng con mà yêu cầu là phải tìm cả cái vị trí của nó nữa, tìm cả cái vị trí EG nữa, vị trí EG của tổng con, tức là chỉ ra cái vị trí nào là lớn nhất. Đấy. Mình sẽ thử cái ví dụ nhé, ví dụ như là A đây, ví dụ tôi lấy ví dụ đây là A là trừ 1, 2, trừ 5, 4, 0, 1, trừ 6. Thì cái tổng con này là thấy là nó là 1 này, nhưng dây sau đây là âm ngay. Âm chúng ta không tin, sẽ bỏ ngay đây là 4 này. 4 với 0 là 5 này, chúng ta bỏ đi là như vậy. Đây cái tổng con là chữ con này, là bằng 5. Đấy, cảm giác chỉ số đây, đây là I đây, đây là G đây. Đấy. Chúng ta sẽ tìm cái bản thân này. Cái bản này chúng ta đã từng làm rồi, từng làm ở cái phần ở chương 2 và đã chỉ ra là chúng ta đã tìm ra được một cái thuật toán trong bài toán này với cái độ phức tạp là n bình phương. Vì nhớ chúng ta đã là chúng ta có thể một sức ta có thể làm lại một chút khi cho chúng ta nhé. Cái giải tự nhiên này. Sau đó chúng ta sẽ giải nó bằng cái kỹ thuật chi để trị để thấy rằng là cái chi để trị tốt hơn như thế nào so với cách làm tự nhiên. Cách giải châu bò nhé, cái giải tự nhiên này. Thì mình thấy ý nghĩa của cái hôm trước chúng ta nói về cái thuật toán sắp xếp trộn. Thì các cái thuật toán sắp xếp bình thường như là sắp xếp chèn, sắp xếp trộn đều có thuật độ phức tạp thời gian là ON bình phương. Thì với cái thuật toán sắp xếp trộn hôm trước là có cái độ thuật toán là N log N, vậy là mạnh là tốt hơn hẳn so với là N bình phương. Thì bài này cũng vậy, bài này lấy giải tự nhiên sẽ lại ON bình phương. Chúng ta làm thử nhé, cũng khá đơn giản đấy nhé. Đây cho các bạn xem nhé, nó rất tự nhiên. Chúng ta tìm tất cả các cặp EG, như vậy là cần phải có cái hai vòng lặp lồng nhau và như vậy là chính là N bình phương.
Để chúng ta tìm coi như là gọi là max sub array. Chúng ta sắp tập nữa nhé. À, đó là cái đầu vào như này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta nhớ lại một chút nhé. Bây giờ tôi mô tả luôn cho nó ở đây, nó mô tả lại cho thấy nó rất tự nhiên. Vì chúng ta đặt n là cái độ dài của cái dãy A, được chưa? Rồi, sau đó chúng ta cần hai cái vòng lặp. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý, chúng ta nhớ chúng ta lưu ý là chúng ta đây, đầu tiên là y trước nhé, for này y bằng 1 to n đầu đến cuối này. Sau đó vòng lặp thứ hai là g. Thì mỗi vòng lặp g như vậy chúng ta sẽ tìm cái tổng từ y đến g. Thì chúng ta tìm luôn ở đây s đặt bằng 0 và for g bằng từ y to n, vậy là hai vòng lặp nhé. Hai vòng lặp đây. For y bằng y g y đi nhé, y n, và chúng ta sẽ tính cái s gì đó. À không, quên mất, thôi được. À, thôi được. Tôi phải mà quên mất nên tôi sửa, tôi xóa đi nhé. Tôi phải lưu lại các cái biến, để lưu lại các cái biến mắc đã. Thì tôi đành phải xóa đi. Các bạn là chịu khó xóa đi. Tôi làm lại một tí chút này, không biết nó gây quá. Nghe tôi sẽ bị lại cái đó. Tôi sẽ lưu ba cái biến. Một cái biến là cái chỉ số của bên trái, bên là chỉ số bên phải, và một cái biến nữa để mô tả cái tổng ba biến để lưu cái giá trị maximum của nó nhé. Thì tôi sẽ ghi hiệu là gì, tôi ghi hiệu là max left là cái chỉ số của cái dãy max ở bên trái, được chưa, max ở bên trái. Và tôi tất cả tất cả là một hết đúng không, và cái chỉ số max thì max r là chỉ số bên phải là một, và cái sum max sum tôi là a một, như vậy lại nhé. Sau tôi sẽ kiểm tra, tôi sẽ đây tôi mới for y bằng 1 to n, cho y là chạy từ đầu đến cuối của dãy. Sau đó thì mỗi g, tôi nghĩ là s bằng 0, là tôi for g bằng y từ y to n đấy. Và tôi sẽ tính đây, thì với mỗi cái này thì tôi sẽ tính là gì, tôi sẽ tính là làm là s bằng s cộng với a g. Thì s này nó chính là tổng từ AI đến AG. Đấy, bắt đầu vào từ Y mà. Tổng AI đến AG. Chỉ cái S này chính là SEG đây. Được chưa? Và được kiểm tra. Đây, if cái S này mà lớn hơn cái max sum, như vậy ta tìm được cái tìm được cái tổng tốt hơn. Tôi cần tìm cái tổng max mà. Tính như này thì ta đặt lại là max sum bằng s, mà ta đặt max chỉ số bên trái bằng y và chỉ số bên phải bằng g. Đấy. Chưa? Và cuối cùng thì sau hết rồi tôi trả về tương return. Tương return là max chỉ số bên trái của cái phần tử, chỉ số bên trái của cái dãy con là maximum, chỉ số bên phải cái là max LR bên phải, và tôi tính luôn cái max sum luôn, cái tổng trả về. Đó, thì đây chính là cái thuật toán mà tự nhiên rất dễ hiểu, nói ra là học sinh hiểu ngay. Nên thực hiện như là 1 3 4 5 tổng thứ 5 dòng thứ 6 dòng thứ 7 dòng thứ 8 9, 10, đúng 11 dòng tất cả. Đây là thuật toán, thuật toán tự nhiên, học sinh sẽ là hiểu ngay, mà chúng ta không nghĩ gì cả. Thì các bạn thấy như vậy nó ở cái phân tích là ở hàng thứ 3 là có một vòng lặp,
từ 1 đến n hoặc thứ năm từ i đến đến n. Nhưng mà thực ra tính nhanh là ta phân tích dễ dàng chứng minh được cái này, có thể bài tập về nhà hay là trước tập chứng minh đấy, phân tích là chúng ta dễ dàng dễ thấy cái tn thời gian của toán này là gì, chính là bằng o này bằng phụ, thậm chí nó là omega của n bằng phụ đó, nó chính là tương đương với lại n bình phương. Đấy, thì như vậy cái toán này là n bình phương. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân tích là phân tích tiếp theo cái bài toán này dưới con mắt của cái chi để trị. Chúng ta sẽ chia để trị thì chúng ta làm được chưa? Rồi chúng ta bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang là chúng ta phân tích cái bài toán trên, bài toán theo kỹ thuật chi để trị. Chị. Được chưa? Thì cách làm là như sau. Chúng ta sẽ phân tích cái dãy của chúng ta dưới cái dạng thì là dãy như thế này, và tôi đặt cái vị trí bên trái này, tôi đặt là left, thực hiện là chỉ số bên trái, bên này là chỉ số bên phải, và tôi sẽ cố gắng tôi viết một cái hàm để tính theo left và right như thế này. Được chưa? Thì cách làm là như sau. Cách là tất cả các bài toán chia trị là như sau. Chúng ta sẽ tìm ra một cái vị trí là thực hiện là mid, được chưa? Cái mid này nó bằng một nửa, thông thường nó sẽ bằng là left cộng với right chia hai, và tôi cạnh dưới của nó đây, thông thường chúng ta làm như thế này, được chưa? Và tôi sẽ tìm, khi tôi làm như này rồi thì cái dãy con mà một dãy con bất kỳ AEG của chúng ta đấy, AEG của chúng ta là cái dãy con gồm có là AI cộng 1 AG. Thì dãy con này nó chỉ có một trong ba loại thôi. Dãy con này sẽ thuộc một trong ba loại. Sẽ thuộc một trong ba loại sau. Ba loại sau. Loại thứ nhất là nó nằm hẳn bên trái, nằm ở bên trái của cái dãy trên, được chưa? Tức là nằm trong cái vùng là A tính từ chỉ, tính từ chỉ số left đến mid. Loại thứ hai là nằm ở bên phải. Nằm bên phải tức là A từ vị trí là mid, đúng không? Mid vì là mid cộng 1 và right. Chú ý nhé tức là nó hai cái hai mình nó không giao nhau từ left đến mid và từ mid cộng 1 đến right. Đấy. Hoặc có thể chúng ta biết là từ left đến mid trừ 1 và mid đến right cũng được, mà tôi lấy là từ cái vị này. Thì thông thường cái chỗ này nó làm khi chia hai ra tôi lấy ở cận dưới nhỏ hơn, cho nên là chúng ta lấy từ left đến mid, sau đó từ mid cộng 1 đến right chia đôi ra, từ đầu đến chỗ này, và sau đó từ bên này trở đi. Đấy. Để hai cái dãy này nó không giao nhau. Đấy. Và cái loại thứ ba là cái dãy A kia là bắt qua, xuyên qua, là xuyên tâm, xuyên qua cái vị trí mid. Tức là gì? Tức là như sau. Tức là y nhỏ hơn hoặc bằng mid mà nhỏ hơn hẳn gì. Đấy. Tức là cái dãy này, cái dãy IG nó bắt qua. Đó. Được chưa? Thì đây là cái phân tích của chúng ta thôi. Nhưng mà cái dãy mà chúng ta đang tìm nó sẽ là một trong ba loại thôi. Thì nếu nằm loại một này thì chúng ta có thể gọi để quy được. Nên gọi để quy được thì đây chính là chia để trị đây. Còn cái ở giữa này, còn ở giữa cả thứ ba này chúng ta sẽ có một cái hàm riêng để tính, để tính cái độ dài của nó. Đó, thì đó là chính là cái ý tưởng. Cái này nó gọi là cái dãy này nó gọi là dãy xuyên tâm nhé, xuyên tâm. Được chưa? Rồi, thế bây giờ từ cái ý tưởng này chúng ta sẽ thiết kế cái thuật toán là như sau.
ý tưởng thuật toán là như sau. Cái ý tưởng thuật toán là như thế này. Ý tưởng thuật toán theo chia địa chỉ. Theo chia địa chỉ. Nếu các bạn làm, các bạn là sau này chúng ta làm quen rồi, chúng ta thấy cái này nó hơi giống cái, nó giống như mọi cái chia địa chỉ khác, nó sẽ giống với cái sắp xếp trộn như một hôm trước, mà sau đó nó sống 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 như nó cho sống như tất cả các cái loại thuật toán mà là chia địa chỉ. Đấy, thì ý tưởng là như sau nhé, là chúng ta tạo một cái hàm là hàm file max sub, ví dụ thế nhé, sub array như thế này, và nó có ba tham số là a, left và right. Hàm này nó sẽ gọi để quy cái hàm như này nhé, thì lời gọi bắt đầu của nó sẽ là từ từ một đến n thôi, nên tôi gọi tổng quan là như thế này. Đấy, thì cái làm như sau nhé, để quy này, chia chi này, bình như này, thì tôi làm như sau. Đây, tôi sẽ làm, tôi sẽ đặt mid bằng left cộng với right chia 2, và tôi lấy tận dưới của nó, dưới nhé. Rồi, sau đó tôi sẽ gọi demo là dãy có tổng max nằm bên trái, nằm trong a left mid. Cái gọi cái này được là do là gọi quy nạp, đúng không? Bây giờ gọi này d2 là dãy có tổng max nằm trong a của mid cộng một y, và gọi d3 là dãy xuyên tâm thì sao có tổng max được chưa? Đấy. Sau đó chúng ta sẽ gọi d là cái dãy max, là cái dãy có tổng max trong ba dãy là d1, d2, d3. Chúng ta kết thúc là chúng ta return d. Vậy đây là cái sườn của cái thuật toán là chia địa chỉ. Thì cái phần này này, ví dụ là 1, 2, 3, 4, 5. Thì cái phần 2, 3 này chính là ta gọi để quy, thì rất là dễ. Cái này là gọi để quy. Thì cái này là. Còn cái này, xuyên tâm này chúng ta sẽ phải có một cái hàm riêng. Giống hệt như là chia địa chỉ, chưa có giống hệt như là sắp xếp trộn. Chúng ta chia ra và chúng ta cần trộn lại, cần một cái hàm riêng để chúng ta xuyên tâm. Thì cái hay của thằng của cái việc này là gì, là cái sóng 4 này, cái gọi trung tâm này, chúng ta không cần mất thời gian, chúng ta chỉ cần mất đúng ON thời gian là chúng ta tìm được nó. Vì ta chỉ việc tìm từ cái điểm mid chỉ đi, từ sang bên trái và từ sang bên phải là được. Như vậy là nó rất là đơn giản và chúng ta gộp lại là xong. Như vậy là cả ba cái này chúng ta làm rất là nhanh, được chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ dựa trên cái này, chúng ta sẽ thiết kế nhé. Thiết kế là như sau. Đây. Thì bây giờ tôi sẽ làm, tôi thiết kế cái này, tôi viết luôn cái chương trình chính đã, sau đó tôi viết gọn luôn cái chương trình này, và tôi viết cái trình dòng 4 sau, tôi viết sau nhé, còn tôi viết cái chương trình chính trước. Được rồi, như vậy đầu bài của chúng ta là viết lại thuật toán này bằng chia địa chỉ, và đầu ra của nó là có ba tham số là chỉ số đầu, chỉ số cuối và cái tổng con max sẽ tính được. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta ta viết là cái thuật toán chính nhé, cái lời giải chính nhé, thuật toán chính như sau. Được chưa? Đây, tôi ký hiệu là file
kiểu là file max sắp dài một tí đúng không? Rồi A này, left còn y. Thì đầu tiên chúng ta trường hợp mà gọi là trường hợp cơ sở đã, nếu mà left bằng right thì nó đơn giản lắm em chỉ nói, nhưng mà left bằng right thì nó dễ, chúng ta nó có một biến thôi, nó có một cái thôi thì chúng ta chỉnh nó này, thì chúng ta return luôn, return là một là left chỉ số trái, hai là chỉ số phải, và ba là tổng tổng dãy chỉ là a left. Được chưa? Đấy, như vậy là nếu mà left bằng right thì là return ba cái bài này, cái dãy cái hàm chúng ta phải trả lại ba tham số là chỉ số trái, chỉ số phải và tổng. Thì trường hợp mà nó trường hợp cơ sở của nó, nhưng mà left bằng right đây thì nó chỉ trả về cái này rất đơn giản. Bây giờ ngược lại else đúng không? Else đấy, vậy là khó hơn này. Else nhá. Nhưng mà else thì sao? Rồi, chúng ta làm như thế này, chúng ta đặt meet left cộng y wow. Hay bị viết quay quá đây. Chúng ta phải làm quen với các cái cách viết của cái thuật toán của nó là pseudocode nhé, tập tổng thể nhé. Đấy, viết nhé. Sau đó chúng ta sẽ một là chúng ta sẽ sau đó chúng ta sẽ tìm dãy quy để tính dãy con mắt ở bên trái, con mắt bên phải. Nếu có bên trái tôi ký hiệu là left left L là chỉ số của dãy con mắc ở bên trái, thì là left L right L là trái thì L là left đúng không nhỉ, và ký hiệu là sum L. Đấy, thì bằng cái này chỉ là bằng gọi cái hàm file, gọi cái hàm file max max sum ở đây. Ủa, cái này chỉ là A đúng không? A là left mid. Đấy, đây là gọi hàm SQL này nhé. SQL đúng không? Gọi gọi chính hàm gốc này, file max sub array đây rồi. Và gọi là tìm tìm dãy con maximum ở bên trái. Kiểu là nó gồm có ba tham số là chỉ số trái, chỉ số phải và tổng. Chỉ số trái kia là left L, chỉ số phải là right L, và chỉ số mà tổng là sum L. Tiếp theo tôi tìm ở bên phải, tôi kêu là left mà là right là phải nhé, là right R và sum R bằng file, lại hàm file max sắp ở đây mở ngoặc a mid cộng một nhé, nên nó không trùng ở bên ngoài. Đấy, chính xác như vậy. Thì cái hai cái lời gọi này là lời gọi để quy cái hàm trên này, và cái bước tiếp theo là tôi tính cái hạng cái tính cái dãy mắc xuyên tâm. Thì tôi kêu là left x là xuyên tâm đúng không? Y x và sum x. Tôi dùng cái hàm khác, hàm này tôi kêu là gì, hàm này tôi kêu là mắc xuyên tâm này. Mắc xuyên tâm sắp ở đây, sắp ở đây đúng không? À, left hàm này có bốn tham số mid và right. Vậy tôi hàm này là hàm riêng nhé, mình làm cái riêng sẽ là ngay bây giờ, còn cái chỗ này là gọi SQL.
Đây chính là chia để trị đây. Chỗ này là chia này. Chia này. Trị này. Còn chỗ này làm cái chỗ lệnh này làm lệnh làm thêm thôi. Sau đó tôi sẽ gộp lại, tức là tôi combine lại, tức là cái chia để trị này, combine lại như sau, tôi kiểm tra này. Tôi kiểm tra ba cái là sum L, sum R và sum X thế nào lớn nhất thì tôi đưa vào thành thành đáp số, đúng không? Bây giờ cái này kiểm tra ba cái như sau là if đến bên trái, nếu mà if sum L mà lớn hơn được bằng sum R and sum L mà lớn hơn được bằng sum X. Đấy, tức là nếu mà cái sum L là lớn nhất trong ba cái, đúng không? Thì tôi return, tôi trả về, tôi return kia left L Y R và sum R. Đó là một cái lần. Bây giờ chữ thứ hai thì để là else. If chữ thứ hai là gì? Thứ hai là nếu mà bên phải, nếu mà sum r mà lớn hơn được bằng sum l n, sum r lớn hơn được bằng sum x thì tôi return, là left r y r và xong error. Đấy. Cầm trước nha. Alo. Thôi mình theo thôi thôi mình không 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 mình đang bận nhưng mình đang thôi nha bạn. Rồi, trường ngược lại, còn lại cuối cùng thì là ta ra luôn. Else nếu lại gồm thì ta return luôn, return là left x là xuyên tâm right để hình ngoái đúng không, right xuyên tâm x là sum như vậy là kết thúc cái mô tả nhỏ hơn một tí nhé. Đấy, thấy không nào, nhỏ nữa này. Đấy. Đây từ đây này hay không nhỏ đi rồi nhìn rất là rõ đúng không. Như vậy cái chúng ta chính là như thế này, có một hàm này thôi. Đây là trường hợp và cơ sở ở đây, nếu mà left bằng right thì trả về luôn ba cái là left right và left, tức là cái vị trí nó cũng nó vậy. Dãy chúng ta cũng có một trường một cũng dãy chúng ta là có một phần tử thôi thì nó chính là nó một nó là maximum rồi ở đây rồi. Còn đây là chia đôi ra, chia đôi ra và lấy ở bên trái để quy bên trái, tức là chia để quy bên phải chia. Sau đó là làm cái tính cái hàm mắc xuyên xuyên tâm nữa là xong. Sánh sánh ba cái này, kẻ lớn nhất thì cho ta đưa ra. Sum L mà lớn nhất thì đưa ra. Có nhất thì Chỗ này nhầm đúng không? Là chỗ này bị nhầm nhá. Đấy, không không xem kỹ lại các bạn sửa cho tôi chỗ này nhé. Chỗ này không phải R mà chỗ này là L nhé. Y này. L sum L. Ta nếu sum L mà lớn nhất ấy, thì ta trả lại cái dãy của bên trái, left L, right L và sum L. Còn bên phải mà lớn nhất thì trả về là left R, right R và sum R. Còn lại nó x lớn nhất thì là đi thi hơn left x y x và sum x. Tôi biết nhầm chữ nhất các bạn sửa nhé. Đấy. Bạn chú ý. Cái này là rất là chính xác luôn. Thì ta mới rồi, đây chính là thuật toán chính đây. Bây giờ chúng ta sẽ viết nốt cái thuật toán này là tính xuyên tâm. Mình chúng ta viết nốt kia thuật toán nhé, cái thuật toán tính tính cái dãy là tính tìm cái dãy con max có tổng max xuyên tâm.
Thế kiểu cái hàng này là chữ kia là gì, là max xuyên tâm đúng không, sub array a cho chữ là left rồi này, mid này cho chữ là mid này, cho chữ là right. Đấy. Mình cái hàng đó đúng không? Rồi cái hàng đó thì chúng ta cách làm rất đơn giản, chúng ta bắt đầu từ mid, chúng ta đi về bên trái xong đi về bên phải. Sau đó thì đi về bên trái để tìm tổng max ở bên trái, xong tìm bên phải tổng max bên phải, chúng ta cùng lại làm được. Như vậy là cách làm là rất đơn giản như là như thế đúng không? Rồi chúng ta làm nhé, làm như sau này. Chúng ta tìm về hai bên và mỗi bên như vậy chúng ta tìm ra cái sum max đầu tiên ở bên trái trước đúng không? Đây. Đây. Đầu tiên là bên trái. Thì chúng ta làm như sau. Tìm bên trái. Tìm dãy có tổng max bên trái, tính từ mid. Rồi chúng ta viết là s là tính bằng không, chúng ta có một cái hàm là hàm ký hiệu là một cái biến là sum tổng maximum, kiểu là sum l bên trái, thì cái này là chính mà bắt đầu là chỉ bằng a mid nhé, chúng ta tính cái bên trái là tính từ mid trở đi. Đấy. Rồi sau chúng ta sẽ for y chạy từ mid mà quay ngược trở lại về đầu, down to left y chạy như vậy, và chúng ta kiểm tra, chúng ta tính tổng s thì bằng s cộng với a y. À không, cái này cũng không chính xác lắm. Để tôi một chút kẹo thôi. À đúng rồi. Để về đây tức là S thì không mà, đúng không? Còn là đúng rồi. À y nhé. Rồi, sau đó là tôi kiểm tra này. If S thì mà lớn hơn sum L, tức là cái tổng quan cho nó đang có mà là bên trái mà lớn hơn cái tổng sum L đấy, thì chúng ta đặt lại là sum L bằng S và đặt cái chỉ số là gì, chỉ số là tôi kiểu là max L, là chỉ số max ở bên trái bằng y. Cái chỗ này là cái chỗ để tìm ra cái, như vậy là cái tổng con max bên trái phía bên trái nó sẽ có giá trị là sum L và có chiều dài là từ y đến mid, y từ max L đến mid. Tiếp theo ở bên phải, đây là bên trái nhé, tiếp theo là tìm bên phải, tìm dãy có tổng max bên phải, được chưa? Thì làm như sau, chúng ta đặt là s thì là bằng không, sau đó chúng ta tìm cái tổng kiểu là sum r hay là cái tổng mà tôi muốn tìm, tôi bắt đầu tính từ phần tử là mid cộng 1, cái bên phải là mid cộng 1 trở đi nhé. Bên trái là từ left đến mid, bên phải là từ mid cộng 1 đến right, tôi tính từ mid cộng 1 trở đi. Đây này, đó. Sau đó tôi giống ở trên thôi. Tôi for y bằng mid cộng 1 to right. Mà tôi tính là s bằng s cộng với a y. Đây là y nhưng mà d chứ là chữ này nhầm. Nhầm hết. Đây là y nhé. Y. Đấy. Trả lời tiếp theo là if s mà lớn hơn sum r. Sum r thì tôi đặt sum r bằng s và đặt là max r bằng y. Được chưa? Vậy tìm một bên
và tôi sống hết hai vòng lặp rồi, đây là vòng lặp bên trái này, bên phải này, và tôi trả về là tổng của hai cái, tôi return cùng tôi return cái dãy max. Return là gì? Chỉ số bên trái chính là max L, chỉ số bên trái của nó chính là max L, chỉ số phải là max R, và tổng của nó chính là sum L cộng với sum R. Đó. Các bạn tự ấy hỏi cho bạn nhìn nha. Đây. Chính xác luôn. Đây. Đấy con nào. Thì cái chỗ này này là tính cái đoạn này này là tính cái dãy max của tổng max của bên trái. Bên trái của mid, tính cả mid. Còn cái chỗ này là tính cái tổng, tính cái dãy max bên phải. Tính từ mid cộng 1 trở đi. Còn ta gộp lại thì nó ra thế này. Đó thì cái này này nó cái này nó chỉ có cái này này. Phân tích cái này là TN của nó chỉ là 0N thôi. Vì đó là nó có hai vòng lặp. Vòng lặp một từ mid trở về bên trái, này trở về bên trái. Vòng lặp thứ hai từ mid cộng 1 sang bên phải. Như vậy là tổng hai vòng lặp này nó maximum nó là N vòng lặp thôi. Trên nó là độ dài của độ phân tích thời gian của nó chỉ là ON thôi. Đấy. Và bây giờ chúng ta phân tích lại cái này nhé. Đây. Đây này. Phân tích lại cái này. Đấy con nào. Chỗ này nhé. Đây này. Thì đây này. Thì với mà đây chúng ta phân tích lại nhé. Bây giờ viết luôn đây cho tiện. Phân tích lại thời gian của thời này nhé. Đây. Ở chỗ này. Là cái suy ra chỗ này chính là T1 của cái phó trình chúng ta. T1 nó chính là bằng kiểm tra tính bằng 1. Đúng không nào? Đó. Còn chỗ này, đây này nó gọi hai nửa này, nửa trái nửa phải này, và cái này nữa này, thì suy ra là TN nó sẽ bằng là 2 lần T của N chia 2 và cộng với thời gian của cái chỗ này nữa. Chỗ này ta vừa biết ở phía dưới này là nó là ON đây. Vậy suy ra ta có ở chỗ này, ta suy ra cái này nó sẽ là ON. Được chưa? Đó. Như vậy suy ra ta có với lại hệ thức chia hồi của cái vậy suy ra đây là cái thời gian của cái thuật toán chính này của chúng ta nhé. Tìm dãy con có tổng maximum của dãy cho trước là T1 bằng 1 và TN bằng 2 lần TN chia 2 cộng với ON. Công thức này là giống hệt cái bài toán là công thức giống hệt bài toán là sắp xếp chọn. Mà chúng ta có thể suy ra ngay là TN của nó sẽ bằng ô lớn của N log N này. Cái này có thể chứng minh được ngay, nhưng mà cái này lần trước tôi chứng minh rồi hay sao? Chứng minh rằng là nó tương tự như là với cái bài toán là sắp xếp trộn, suy ra cái này. Đó. Vậy đây chính kết quả của chúng ta đang mong muốn đây. Vậy suy ra là gì? Suy ra là cái thời gian của chúng ta ở đây này, nó chỉ là cái mức của nó chỉ là ô của N log N thôi, và nó nhỏ hơn hẳn so với ô N bình phương của thuật toán châu bò bình thường, đúng không nào? Trên là cái đó. Vậy bài toán này, nếu chúng ta làm chi để trị là sẽ nhanh hẳn một mức so với là châu bò. Đây là chi để trị. Đấy, thì ta mới thấy là nó hay là dùng thuật toán mạnh hơn, cái thuật mạnh hơn, thuật toán mạnh hơn, người ta thu được cái giải tốt hẳn. Còn đây là châu bò tự nhiên. Thì sau này mà các bạn mà đi dạy học sinh ấy, chúng ta phải chỗ này rất quan trọng, chỗ này là cần phải nhấn mạnh cho học sinh biết chúng ta học thêm về thuật toán thì chúng ta học thêm lý thuyết,
chúng ta giải quyết một các bài toán mà có thời gian hơn hẳn so với cái được giải mà gọi là tự nhiên. Nếu sinh viên mà đang bằng đi thi giỏi thì đối với anh nào mà làm châu bò thì vẫn được điểm, nhưng mà chỉ được điểm hai ma cái test đầu tiên thôi. Còn muốn làm mạnh, muốn làm tốt hơn nữa, chúng ta ra được cái n log n, chúng ta được điểm cao hơn. Đấy, như vậy là một bài học sinh có thể làm ở nhiều cấp khác nhau, mà nào mà thiết kế toán tốt hơn thì sẽ được điểm cao hơn. Đấy, được chưa? Đấy, bạn thấy ý nghĩa chưa? Ý nghĩa của cái gọi là cái thiết kế toán của nó là như vậy, chứ không như ngày xưa chúng ta dạy học sinh, chúng ta cứ học sinh cứ làm đại thôi mà chúng ta không quan tâm về bản lý thuyết. Thế cái đề nó hay, có vẻ nhanh hơn là chúng ta cứ công nhận thôi, chúng ta không chứng minh được, không đưa ra cái lý thuyết của nó thì vì sao nhanh hơn. Còn bây giờ chúng ta học cái này, chúng ta có cái lý thuyết bài bản về thuật toán. Và đây chính là cái chỗ mà chương trình tin học mới đưa vào xuống cho phổ thông, đưa vào chương trình tin học phổ thông của chúng ta đấy. Cái phần này học lớp 11 sẽ học. Đấy thì chúng ta thấy nhé. Thế bây giờ tôi sẽ dừng lại và tôi sẽ viết chương trình cho các bạn xem và chúng ta thực hành luôn ngay bây giờ nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải cái bài toán đó trước nhé. Đây. Toán chị để chị nhé. Bài toán tìm dãy con có tổng cực đại. Chúng ta sẽ làm đầu tiên chúng ta làm kia đã. Làm cái đầu tiên chúng ta viết cái hàm mà tính tổng của tính cái hàm là tính cái dãy con mắc là xuyên tâm đã, đúng không? Đây. Tôi ví dụ ra là file mắc cho nhanh nhé, xuyên tâm rồi tôi không câu chữ ấy nhé, cho nhanh được chưa? A này left này, mid này, ngoài được chưa? Rồi thì tôi làm như sau nhé. Bây giờ tôi đặt luôn các tham số luôn nhé. Tôi ký hiệu là max left là cái số chỉ số bên trái, max bên trái thì bắt đầu tôi đặt cái này là bằng mid này, đúng không? Sau đó tôi đặt là max tính luôn bên phải này, ban đầu đấy nhé, là mid cộng 1. Rồi sau đó tôi làm như sau, bên trái trước tôi ký hiệu là sum l là bên trái, là cái tổng bên trái, thì ban đầu nó sẽ là a của mid, được chưa? Xong thì s thì bằng 0. Sau đó tôi for cho nhớ lại nhé, cho y chạy từ mid trở về đến left, đúng không? Thì là for y in range, bắt đầu từ mid, đúng không? Mid và quay về đến left, thì đây là ff trừ một, đây là trừ một, đó là cái cấu trúc của lệnh for đấy, là của cái lệnh for ở trong trong Python, đúng không? Đấy. Đây là for range chạy từ mid đến left, thì là mid đến left trừ một, và cái này là trừ một, là cái hàm range là như vậy, ta sẽ đi lùi, đúng không? Và tôi viết là s thì bằng s cộng với a y, y đúng không? Đấy, sau đó thì là kiểm tra nếu mà s thì mà lớn hơn sum l thì tôi gán là sum l bằng bằng s, và tôi gán cái tiếp theo gán cái max l bằng y. Đấy. Thì cái đoạn này là cái đoạn mà ta tính cái dãy max ở bên trái từ left đến mid, thì tính đến mid
Rồi, tiếp theo tập tính bên phải, tôi viết dùng cái hàm ký hiệu thêm sum R bằng A mid cộng và S không. Cho nó là for rồi for gì for e for e in range bắt đầu từ bit cộng một bit cộng một đến right thì là đây là phải là right cộng một đúng right cộng một đấy sau đó là s bằng s cộng với ai kiểm tra if s mà lớn hơn sum error thì sum error bằng s và max error bằng i và cuối cùng tôi sẽ phần mềm sẽ trả về cái vị trí chỉ số trái phải và độ dạn biên độ nó cái tổng max là return max error chỉ số bên trái chỉ số phải là max error và sum error cộng với sum đấy chính là cái đoạn chương trình này là cái đoạn mà tính cái dãy mắc xuyên tâm này. Để chúng ta làm hình chính nhá, hình chính đây def là file max sub array hơi dài một tí vâng à đây là cái chương trình đây hình chính nhá. Ta không bằng sửa nó phải cái hàm chúng ta hàm cái này nên là left right chúng ta đây là sao ta gọi để quy được mà đấy đúng đó ta nhớ lại nhé rồi bây giờ kiểm tra này bây giờ if mà left bằng right thì sao thì trả về luôn thì return left bên trái bên phải luôn nó chỉ là bằng nhau và trả về luôn như này nếu có nó có một phần tử thôi thì rất là dễ đúng không rồi bây giờ ngược lại else chúng ta lấy mid chúng ta bằng left cộng right phần nó chia hai như này nhé rồi sau đó chúng ta sẽ làm những lỗi tôi làm rồi là ta tính suy nghĩ chi chỉ cho tính cái dãy ở mắc ở bên trái mắc bên phải bên trái thực hiện là left l y l và sum trùng diện sum l nhé rồi bằng tính lại cái hàm này gọi là cái hàm này nhưng mà với là a left mid right. Là chỗ này là gọi đề quy đây gọi đề quy là hàm này đây gọi là chỉ là chia đây là chia để chia đây bên phải lên vừa đều dãy bên trái bên phải sẽ là left r phải right r sum r bằng gọi lại cái hàm vừa rồi. Giờ bên phải này a này mid cộng một chúng ta chú ý nhé. Này là qua hai cái dãy con này nó không hai cái phần này nó không trùng nhau nó không chồng lên nhau lệch nhau một tí nên là left là bên trái từ left đến mid bên phải là từ mid cộng một đến right và ở giữa ký hiệu là left xuyên tâm right x xuyên tâm và sum x xuyên tâm đây gọi là cái hàm này
là cái hàm là phải mắc trung tâm này nhé, phải đây phải mắc trung tâm, đây phải mắc trung tâm của A là một left này, mid này, right. Được chưa? Sau khi kiểm tra, ta kiểm tra cái ba cái sum L, sum R và sum X, X cái nào lớn nhất thì ta đưa vào, đưa ra đáp số thôi. Thì hai cái phần này là cái phần chia, còn bây giờ chúng ta và trị luôn, bởi vì chúng ta sẽ combine cái kiểu lại với nhau nhé. Bây giờ if này, if sum left lớn hơn hoặc bằng sum R and sum left lớn hơn bằng sum x thì chúng ta return cái dãy bên trái, return là left L right L và sum L. Now if nhưng mà trường thứ hai là sum R lớn hơn bằng sum L and sum R lớn hơn bằng sum X thì chúng ta return thường bên phải, return là left R right R và sum R. Còn ngược lại nữa thì ta return left x yên tâm right x và bên này nên là gì và sum x này không, bây giờ ta làm cái phần này, bây giờ tôi sẽ lưu lại, tôi lưu cái này, chúng ta lưu vào cái phần của chúng ta. Mà chúng ta là 70 đúng không? Bài là tìm tổng con lớn nhất. Đấy. Bây giờ là chương chính nhá. Chương chính này. À, chương chính này. Chương chính này. Chúng ta lấy A bất kỳ. À, bất kỳ nhân biểu là trừ 1, 2, 5, trừ 2, 9. Trừ 10, 3, 7, trừ 2, 12. Ví dụ cho tôi tìm sau nhé. Đây. Tôi không có kết quả nhà tôi chưa rõ nhé. Bây giờ tôi làm cái cửa này. Bây giờ tôi... Đây, tôi ví dụ là trả lời luôn này. Left, right, và sum bằng... chỉ là cái gọi cái hàm này ra thôi, hàm phi max summary này, a này không này, không n là chỉ một, là len của a chỉ một, được chưa? Để thông báo thôi, à, tôi print kết quả print nhé, à, print dãy con max là chính là sum và print luôn cái hai cái chỉ số left và right rồi nhé, mình đã biết. Mọi người không có luôn lên chuẩn dễ này, chuẩn tiện nhé, max là sum và tôi print luôn cái đó ra nhé, print luôn cái đó ra. Tôi dùng for i in range là left đúng không, đến right cộng một và tôi in luôn cái đó ra, in luôn cái ra đây, in a i
n bằng đấy, thì luôn cái dãy mà dãy mắc ra cho nhìn rõ ra rõ đây, đây là đa số đây nhé, đây là cái dãy dây này đó, thử xem có đúng nhé, tôi ghi lại này, tôi kiểm tra xem đúng không, chạy thử nhé. Rồi ngoài r chỗ nào không thấy, à đây chỗ này thiếu 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 cái t nhé, chữ t ở đây đấy, ngoài left left xong left ngoài thiếu chữ t ở chỗ này, rồi chạy lại thử nhé. Dãy con nó sẽ là toàn bộ luôn. 2, 5 này, chỉ 2, 9 này. Đấy, nó là biểu tôi làm, tôi sẽ chỉ ra khác ngay nhé. Biểu tôi làm như này. Biểu tôi sửa cái số 2 này này. Bằng số 2 nó sửa bằng âm 30 là nó khác ngay. Đấy, nó sẽ chạy lại này. Dãy con nó sẽ là 37 trừ 2, 12 thôi. 37 trừ 2, 12 là dãy con lớn nhất này. Bây giờ giả sử nhé, tôi giả sử như này, tôi sửa lại một chút chỗ này, vậy có đúng rồi đấy, bây giờ tôi sửa chỗ này là trừ 7, chỗ này là 5, chỗ này còn trừ 3 thôi, 9, đây là âm 10, đây là âm 23 đi, đấy. Thì nó sẽ là, đa số nó sẽ phải là 5, là đa số nó sẽ là 5 trừ 3, 9, 3 con số ấy thôi. À, 7, 2, 12 là 17. Thì vẫn là 17, 5 trừ 3, 9, nó không được từ nó. Vì tôi sửa lại cái chỗ này là 1, thì nó sẽ là, đa số nó sẽ là 5 trừ 3, 9. Nhưng mà đúng rồi nhé, nhưng mà chúng ta đã vừa làm xong cái bài mà bài này, nếu ai mà về nhà các bạn chỉ có làm các bạn viết ra cả cái phương án chạy cho châu bò, chúng ta tính ra so sánh thử hai phương án cái nào hơn. Đấy. Như vậy chúng ta vừa làm xong cái một cái bài đầu tiên nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ nói sang cái phần tiếp theo, phần này mới là phần chính của cái nó sang phần tiếp theo này, hôm nay chứ không kịp, tôi đã muốn nửa rồi, hôm sau nói tiếp. Như vậy chúng ta vừa xong được một cái ví dụ là cái bài toán tính tổng con, tính cho một dãy cho chiếc, tìm cái dãy con có tổng con maximum, dãy con cái dãy đó có thể là số âm số dương, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài tiếp theo, phần này theo tôi mới là phần chính đây, phần chính của cái chương này, thực hiện là 4 năm, phần này sẽ nó trình bày trong hai buổi mới xong này. Là cái thuật toán sắp xếp nhanh. Sắp xếp nhanh nhé. Thì anh ấy là quick sort. Thì có lẽ quick sort là một thuật toán mà sắp xếp và trở lại sắp xếp dễ thôi, nhưng mà thuật toán hay nhất trong tất cả các thuật toán chi để trị, và trong tất cả các tài liệu, các sách về chi để trị đều đưa cái thuật toán này là thuật toán lõi quan trọng mà sinh viên cần phải học, cho sinh viên thôi, cho học sinh thì không hiểu cái này, cứ đưa vào trong sách giáo khoa không phải chưa biết, nhưng mà có thể họ không đưa vào sách giáo khoa đâu vì là hơi khó, nhưng mà giáo viên thì cần phải biết, theo tôi giáo viên cần phải biết cái toán này, cho nên là tôi sẽ đưa vào trình ở đây nhé. Đấy. Hôm nay tôi nói ý tưởng thôi, tôi buổi sau tôi mô tả, hôm nay chúng ta có nửa tiếng tôi nói ý tưởng này tưởng rất đặc biệt luôn, rất là hay. Và thuật toán này là cái thuật toán mà xin nói luôn là cái thuật toán mà hay nhất, mà rất hay của nó là tác giả của nó hiện còn sống, còn tất cả các thuật toán hay mà bạn trước đây chúng ta vẫn nói rất nhiều, cái thuật toán cái bài toán tháp Hà Nội này, cái thuật toán sắp xếp chọn này, vân hay đó, đều tác giả của nó là người mất mất rồi. Nhưng riêng thuật toán này là cái ông này, cái tác giả của nó tên là Ho, tác giả tên là Ho,
như này đúng không? Và sinh 1934, và ông này hiện nay cũng còn sống. Vậy là hiện nay ông này vẫn là một trong những tác giả, các nhà khoa học về khoa học rất rất nổi tiếng mà mãi còn sống. Ông đang còn sống, mà cái toán của ông này, toán của ông này là rất nổi tiếng, tên là Quicksort. Và toán này được nghĩ ra năm 1960 nhé, cách đây là hơn 70 năm nhé, là rất là hay. Được rồi, thế bây giờ là như thế này, chúng ta mà điều mà của nó vẫn là sắp xếp dãy thôi, cho chung một dãy số cần xếp lại theo thứ tăng dần. Đấy. Điều chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ xem sẽ ý tưởng của thuật toán trước nhé, ý tưởng của thuật toán. Ý tưởng của nó là hoàn toàn là chia để trị, không có gì khác cả, nó thật luôn. Nó ý tưởng chia để trị nhưng mà đặc biệt, chia trị nhưng rất đặc biệt. Thì như thế nào? Việc chúng ta cứ làm như sau, chúng ta sẽ xét cái dãy A cho trước, nhưng mà ta xét dãy luôn, xét dãy A là gì? Là bắt đầu từ cái không phải là từ A bằng 2 nữa, là luôn là tính từ lép A này, lép này, chỉ số này, A này, lép cộng 1 này, và A là Y. Tức là chúng ta xét cái dãy A của chúng ta là từ lép đến Y luôn, và ra tổng quát luôn. Đây, dạy chúng ta này nhé. Đây là left này. Mật định là 1 đúng không? Đây là right. Mật định là n. Chúng ta tổng quát luôn. Chúng ta là làm sao chúng ta tìm được. Đấy. Thì ý tưởng của này là như sau. Chúng ta sẽ vẫn phải chia ra. Đấy. Chia ra. Đấy. Nhưng mà cái chia này khác. Cái chia này là không phải chia đôi. Mà chia làm sao cho... Đấy, thì ý tưởng là như sau nhé. Ý tưởng là gì? Là chúng ta cần chia. Ý tưởng là như sau, tôi biết cụ thể ra, chúng ta hình dung nhé. Ý tưởng là cần tìm một cái vị trí P, đây chính là P. Cần tìm vị trí P để sao cho là sẽ chia cái dãy chúng ta làm hai phần. Làm hai phần là gì? Là một bên là A là left đến P, và phần thứ hai là A là P cộng 1 và right. Đấy, chia là hai phần như này nhé. Chia là hai phần. Đấy. Thì cái phần thử cái vị trí P này nó gọi là cái vị trí chốt thì anh gọi là pivot. Còn cái giá trị của cái AP này nó gọi là cái giá trị chốt hay thì anh gọi là pivot value. Đấy. Ý tưởng của nó như sau này. Ý tưởng của nó là như sau. Đây. Chúng ta vẽ lại cái của chúng ta đây nhé. Đây này, left này. Left này. Right này. Còn đây là P. Còn đây là AP. Kiểu của nó là kiểu AP nhé. Rồi, thế bây giờ ý tưởng là như sau. Tôi cần tìm giá trị chốt. Sau tôi biến đổi, theo đó, mang ở bên trái của nó, giá trị của nó là phải nhỏ hơn cái AP này. Còn bên phải là phải lớn hơn cái AP. Tôi làm, tôi không, ở trong đoạn, từ đoạn từ lép đến P này này thì không thiết là phải sắp xếp liệu ta, vẫn nhỏ hơn cái AP nó phải nằm ở đây. Đây là cái giá trị AP đây nhé. Giá trị chốt đây này, nó gọi là pivot nhé, value nhé, giá trị chốt. Thì ý nói là gì, là tôi cần phải chia đôi ra, không phải chia đôi, P có thể bất kỳ, không phải là chia đôi,
nó nằm ở đâu đó, nó có thể chia ra nó không, tôi tính sau. Nhưng mà làm sao đó để bên trái của P là toàn bộ là thấp nhỏ hơn cái AP này, đúng không? Bên phải lớn là AP. Thì như vậy sau khi mà tôi chốt được rồi, thì sau đó tôi chia làm hai phần, chia làm hai thì bên trái tôi bên trái tôi làm tôi lại để quy tiếp, bên phải tôi lại để quy tiếp. Và cái điểm P tôi bỏ ra. Nhưng mà sau khi mà tôi đã làm rồi nhé, thì sau đó thì tôi sẽ giả sử làm đây rồi, thì tôi sẽ để quy. Để quy gọi là gọi một nửa, gọi từ A này left P chỉ 1. Bên này gọi là A, gọi tiếp A là P cộng 1 Y. Và để quy chỉ là chia đấy, chỉ để chỉ. Và khi nào chia hết ra thì là xong luôn, vì ta chúng ta biết là cứ chia ra là bên trái nhỏ bên phải, thì cứ chia mãi là xong thôi, chia đây để chia hết thôi, không chia nữa thì là xong. Đấy, nhưng mà cái mấu chốt của nó là tìm được cái giá trị pivot, quan trọng nhất là cái đó nhé. Nhưng mà cái bài này cái quan trọng nhất của nó là chúng ta phải tìm được cái pivot và sắp xếp theo đó để tách vào hai phần, bên trái là nhỏ hơn giá trị pivot, bên phải là lớn hơn giá trị pivot. Thì như vậy cái mấu chốt của cái bài này là gì? Mấu chốt của cái bài này là đưa về như sau, cái mấu chốt của nó là như sau, rất quan trọng đấy. Như là cái mà ông Ho nghĩ ra đấy, mấu chốt của nó là gì? Là tìm được P, sau đó là ta biến đổi đi một chút, biến đổi để tạo được phân đoạn, cũng dùng từ là phân đoạn, tạo được cái phân đoạn như sau. Chứ phải tìm được P đã, tìm được P, tìm được AP để sao cho như thế này, để sao cho là sau khi mà phân đoạn thì như sau. Đây là A đây, đây là P đây nhé, đây là left đây, đây là Y đây, Y đây, đây là AP đây, đây là AP đây nhé. Và chị đây thì bên trái là phải nhỏ hơn AP, bên phải là phải lớn hơn AP, đúng không? Bên phải lớn, bên trái lớn nhỏ hơn. Thì cái thao tác này nó gọi là phân đoạn, bài tiếng Anh nó gọi là partition. Hoặc thì cái công lao của cái ông Ho là chính ông nghĩ ra cái khái niệm partition này, là phân đoạn, tách ra làm hai đoạn. Thì sau đó chúng ta sẽ dùng để quy để ta làm. Được chưa? Rồi nhưng mà cái phân đoạn này tôi kêu là partition. Thì cái partition là cái nó trả lại cho chúng ta cái giá trị P này. Thì bây giờ tôi sẽ bây giờ giả sử đã có phân đoạn rồi, đã có cái hàm phân đoạn tôi ký hiệu là partition, được chưa? Cái hàm partition này nó có ba tham biến là a left, đây là y. Cái hàm này nó trả lại giá trị là p, mà đồng thời là phân đoạn luôn. Hàm này là phân đoạn luôn. Khi mà tôi gọi là P bằng partition như thế này nhé. Partition A left right. Thì đồng thời bọn hàm này này, thì đồng thời như sau. Đồng thời là tôi có ngay là gì? Đây là left right này, đây là P nhé. Thì đồng thời bên trái của P là nhỏ hơn cái AP, bên phải là hơn AP. Cái động tác này gọi là phân đoạn. Thì cái trường hợp này là rất quan trọng nhất của cái sắp xếp nhanh. Thì cái này tôi chỉ bày sau, điều tôi mô tả là xả sử của cái này rồi nhé, tôi sẽ viết cái thuật toán sắp xếp nhanh rất giản. Rồi bây giờ ta sẽ có cái partition rồi, mà nhắc lại cái partition là cách chúng ta tạo ra được như này, tạo ra được một cái vị trí chốt và giá trị chốt, sao cho là ở bên trái là nhỏ hơn giá trị chốt, bên phải là lớn hơn.
Sau đó chúng ta có quyền là gì? Quyền là ta để quy tiếp, ta lại chia tiếp ra, ta làm tiếp tục. Thì cái việc đó chính là chia để trị, chia để trị. Đấy nhá. Nhưng mình loại là chia để trị, nhưng mà chia để trị rất đặc biệt. Rồi, thế bây giờ sẽ có các partition này rồi. Phân đoạn rồi, chúng ta sẽ viết thuật trị. Này. Rất rất đơn giản. Thuật toán nhé. Sắp xếp nhanh này. Sắp xếp nhanh. Quick sort nhé. Đây, tôi kêu là quick. Quick sort. Có hai chỉ số là left bên trái và y, giống như là bậc hàm khác. Như vậy là cái quick sort nó sẽ gọi trên một cái hàm, nó là cái hàm để quy, nó gọi trên cái miền tổng thể là từ left đến right. Khi còn thực tế nó sẽ gọi là từ 1 đến n hoặc là từ 0 đến n trừ 1 đấy. Đây chính là quick sort. Đây chính là cái hàm mà chia để trị góc đây. Xin đơn giản như sau. Đây, ta làm như sau nhé. Chừng nào mà là ít, chừng nào mà left mà nhỏ hơn right thì còn làm, còn nó không thì thôi, bằng left bằng right thì thôi, nó bằng một một phần tử thì không cần làm gì nữa, nhỏ hơn thì làm. Rồi là như sau, không như là mọi khi, mà khi chúng ta nhớ lại là cứ cứ khi nào mà chúng ta làm trên cái chia trị, chúng ta phải dùng cái chỉ số mid bằng chia đôi ra, đúng không? Đây không cần mid, ta dùng ngay cái phân đoạn kia thôi. Ta viết là P, đấy, P nhé, bằng partition. Đấy. Partition. A, left, ngoài. Đây chính là cái phần chính của toán đây. Được chưa? Rồi, sau đó chúng ta sẽ gọi tiếp và để quy, quick. Quick sort. A. Ở bên trái là left p trừ 1, vì cái p là xong rồi, cái p là cái điểm là giá trị chốt là sẽ xếp đúng rồi. Bên trái của p là nhỏ hơn, mà trái p nhỏ hơn là bên phải p lớn hơn, thì lại đây p trừ 1. Xong chúng ta gọi tiếp là quick sort. Quick sort a p sao nhỉ? Đây là P cộng 1 nhé. P cộng 1 nhé. Và đây là Y. Y. Đó. Thế này thôi. Tất cả nó chỉ có 4 lệnh như này thôi. 1 này. 2, 3 này. 4. Cái chỗ này này, 3 4 chính là chia để trị. Còn cái B là chẳng qua là cái một cái hàm phụ. Cái hàm xoay là hàm phụ, nhưng mà là hàm phân đoạn để tính được cái vị trí chốt. Nhưng mà nó rất đơn giản, toàn bộ ý tưởng của nó là nằm ở cái dòng lệnh số 2, là lệnh gọi lệnh nó là một phân đoạn rất quan trọng. Các bạn thấy không nào? Vậy là cái đề cái ý tưởng của cút sau thì là tất cả nằm ở cái chỗ này, nằm ở cái này. Rất rất đơn giản đấy, nó rất ngắn thôi. Nhưng mà nhiệm vụ chính của chúng ta là chúng ta sẽ viết được toán này, vì tôi mô tả nhanh cho nó nhé. Bây giờ như vậy là cái bài toán chính này, cái bài toán chính. Ủa, sao nhỉ, viết bài toán chính của không biết được của sắp xếp sắp xếp nhanh là chính là cái thuật toán phân đoạn nhé. Kiểu này là part. Partition sao nhỉ? Nó bị lỗi cái keyboard. Partition. Đúng không? Mở ngoặc A. Left. Right. Thì cái hay nhất của thuật toán này là gì? Là cái partition này này. Partition này này. Chỗ này này. Nó chỉ là ON thôi. Cái partition này là gì?
chia này các bạn giống chia này nó giống như là lần đối với chia này nó giống như là đối với sắp xếp trộn đúng không nào? Chia đôi ra thì cái này là O, cái này là ON, gộp lại thì nó chỉ là gộp lại nó chỉ là N log A N thôi. Ý tưởng phần này là ta chia cho chị rồi. Nhưng mà cái hay nhất của phần này là cái làm cái phần làm cái thuật toán này tạo ra phân đoạn này này nó chỉ là ON thôi. Thì nó rất mạnh, thì toán là rất là mạnh luôn. Hiện nay người ta vẫn đang hiện nay cái thuật toán phân đoạn vẫn đang được phát triển tiếp nhé. Mặc dù là rất nhiều người người 80 năm nay rồi là tất cả vẫn đang dựa trên cái bài trên thuật toán chính của ông Ho về cái gọi là partition này thì hiện nay vẫn đang phát triển, vẫn đang mở rộng, vẫn đang là cải tiến làm sao cho nó nhanh hơn nữa. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ trình bày các bạn là cái bản gốc, cái thuật toán gốc của nó từ năm 60. Đó. Thì chúng ta sẽ đây. Chúng ta sẽ làm cho làm gì? Ý tưởng của nó là như thế nào nhé? Thì đây tôi mô tả các bạn nó vô cùng đơn giản. Ý tưởng nó là như thế này nhé. Đây chúng ta có cái dãy ban đầu đây. Đây là left. Đây là y. Tiếp xong thì được p. P ở đâu? Thì nó không cái này là nó không gọi là cái sai này là ông này cũng không phải chỉ ra cái cụ thể mà ông tìm luôn cái AP trước. Tìm luôn cái AP trước và tính trước cái giá trị chốt. Sau đó ông ta chỉ cần một vòng lặp là ông ta sẽ làm được. Đây cái làm là như này nhé. Đây. Để tôi biết ra bây giờ có kịp thời gian không tôi biết nhé. Thì ông ta lấy như sau. Để tôi biết đưa ra các bạn thấy nhé. Đây. Là ông ta sẽ lấy như sau. Sẽ lấy là đầu tiên ông ta viết cái P. P chính là bằng lép luôn. Lép luôn. Đúng không? Và sau đó cho nên là cái AP chính là cái AP chính là cái AP chính là cái giá trị gọi là cố định cái giá trị. Trời ơi. Giá trị sao này? Giá trị chốt P tạm thời ở đâu đây? Thầy ở đây mà tôi sẽ dùng vòng lặp của tôi sẽ chạy. Nhìn chúng ta dùng vòng lặp như sau. Thì đầu tiên tôi viết y bằng p và g bằng p cộng 1. Và tôi cho g chạy. Đây là p, đây là y nhé. Đây là g. Nhưng trong quá trình chạy thì y sẽ thay đổi và g thay đổi. Đây là g đây. Và tôi thay đổi thì như sau này. Để cho các bạn xem nhé. Tôi bây giờ tôi mô tả mô tả sơ lược đã nhé. Xem các bạn quan sát thấy nhé. Đầu tiên là y bằng p và g bằng p cộng 1. Sau tôi làm như sau này. Tôi cho g chạy từ đầu đến cuối, vậy chỉ cần đúng vòng lặp thôi. For g chạy từ chính là p cộng 1 chính là left cộng 1 to right. Nhưng mà tất cả có một vòng lặp thôi. Được chưa? Rồi, bây giờ kiểm tra này. Bây giờ nếu for i này, bây giờ nếu nhé. Nếu mà AG mà nhỏ hơn nó bằng này, giá trị này chính là pivot về mẫu. Tức đặt là pivot, tôi cố định lại pivot sẽ là bằng AP ở chỗ này nhé. Nếu AG mà nhỏ hơn pivot pivot được chưa? Nếu AG nhỏ pivot như này, tôi cho gì nhỏ pivot thì tôi làm như sau, tôi cho y tăng lên y cộng 1
và tôi đổi chỗ, đổi chỗ AI và AG, AI và AG. Vì sao là như vậy? Tức là di chạy đây này, di chạy từ đây đây, nếu mà cái AG mà nhỏ hơn pivot thì tôi phải chuyển nó về đằng trước. Ta nhớ lại là cái pivot là cái vị trí mà đằng sau pivot, bên phải pivot là lớn, là lớn hơn pivot, đằng trước là nhỏ hơn. Chứ nếu AG mà nhỏ pivot tôi phải chuyển G về 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 AG về phía trước. Còn Y là cái gì, là cái vị trí mà tôi đang chạy để nó chuyển về đây. Đầu tiên Y sẽ bằng P. Thì chỗ này là AP bằng 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 pivot rồi thì đúng rồi. Sau nếu AG mà nhỏ pivot thì tôi cho G tăng lên một, tuần đổi chỗ. Đổi chỗ sau đó tăng tăng G lên. Và cuối cùng khi khi G cuối cùng rồi thì tôi sẽ đổi chỗ một lần nữa. Đây, chỗ này tôi sẽ đổi chỗ một lần nữa để tìm ra cái đổi chỗ gì. Tôi đổi chỗ là AP và AI. AI. Đấy. Và tôi lúc rồi thì đổi chỗ như vậy và tôi đặt là P bằng I. Chính là vị trí là cái chiếc pivot của tôi return. Return P. Đó, đây chính là cái đoạn ý tưởng của nó, chỉ một vòng lặp thôi là ta có thể làm cho nó. Bây giờ tôi viết lại hoàn toàn cái toán này nhé, bạn phải cẩn thận hơn nhưng mà có lẽ buổi sau để mình mô tả lại toán chính này nhé. Mô tả thuật toán phân đoạn chính, mà đây là đây mới chính là cái sáng tạo nhất của cái ông ho đó, của chúng ta sắp xếp nhanh đấy, thuật toán phân đoạn chính. Như sau này, và chúng ta tên là partition, partition có ba tham số là a, left và y, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết lại chính xác cái thuật toán này. Đấy, chỗ này này. Đấy. Khi mà di chuyển động nhé, từ phải sang trái sang phải này, nếu a di nhỏ hơn pivot ta chuyển về bên trái, đổi chỗ sang bên phải, chuyển AJ sang với AI, AI là vị trí đâu sang bên phải, AJ là một đảo nhỏ hơn bây giờ chuyển sang bên trái, đấy, được chưa? Rồi chúng ta làm như sau nhé, đây, đặt T bằng left, cho nó nhanh như cùng một hàng nhé, là giá trị pivot chính là bằng AP. Như vậy tôi tìm AP, tìm giá trị pivot chính là phần tử đầu tiên bên trái nhé. Sau đó đặt Y bằng P, đó Y bằng P, Y bằng P đúng không? Y bằng P. Rồi sau đó là for, để lại cho tận for G bằng left cộng 1 to y if AJ mà nhỏ hơn là bằng pivot đấy. Như vậy nếu gặp AJ nhỏ hơn pivot chúng ta phải chuyển sang bên phải, chuyển sang bên trái nhé, bên phải là nhỏ hơn pivot, bên trái nhỏ nhỏ pivot chuyển sang bên trái, bên phải lớn, bên phải bên trái nhỏ hơn, là tăng y chỉ cần cần phải đổi y cộng 1 và đổi chỗ. Và đổi chỗ. A y a g. Đấy, a y a g. Và khi zin xong cùng rồi thì ta sẽ đổi chỗ một lần nữa, đổi chỗ cái AP đó. Còn cái AP chính là pivot, đổi chỗ cái vị trí của AP đó, AP từ đầu đó, AP với AI cộng 1, cộng 1 nhé. Và sau đó là tôi return, return cái vị trí, return Y cộng 1, Y cộng 1.
Đây, để chữ này thuật toán chính này. Thuật toán là phân đoạn. Các bạn thấy nó rất đơn giản đúng không? Mà chính vì cái vài dòng đơn giản này chính là làm nên cái ý tưởng của toán sắp xếp nhanh. Và cái toán này các bạn thấy chính là ON, chỉ có ON thôi. Thì con đúng vòng vòng lặp này thôi. Còn chữ này là chữ này, cái chỗ này là chỉ có vài phần toán nên nó là O1 hết. Chỗ này là O1 hết. Chữ này là O1 hết. Như vậy là tổng số nó chỉ có mỗi chữ này là n lần, như vậy suy ra tổng của toàn bộ cái thuật toán này là chỉ có n. Cái hay của này là tạo ra một phân đoạn như vậy chỉ là mất n phép toán, được chưa? Bậc là n phép toán. Mà khi đó thì quay trở lại đây, chúng ta sẽ viết là a. Cái chỗ nào trên này là chỗ trên này, là chỗ trên này chỉ là a cộng một, đúng không? Y cộng một nhỉ, y nhé, y là đổi chỗ. Và được thêm chút cho nó kịp, cho nó y là y cộng một rồi nhé. A y, y, xin lỗi, để y nhé. Để y là cũng y thôi. Đấy. Dưới này các bạn sửa thành A y nhé. Không phải này. Lên này. Đây nhé. Tăng lên y thì là y nó đổi sang A y, nhưng mà cái vị trí y này là vị trí là cái biên này, vị trí hiện thời cuối cùng mà A y nhỏ hơn pivot. Chỗ này không phải là một, chỗ này là sẽ là y nhé, chỗ này là y, chỗ này y thôi, y thôi, y nhé, y và đây là thêm y thôi, bạn sửa lại thứ nhất đấy. Thì đến buổi sau chúng ta sẽ thiết kế lại, viết lại chương trình hoàn chỉnh. Rồi chúng ta dừng ở đây nhé, không dài hết thời gian. Các bạn nghỉ nhé. Dạ, em chào thầy.